Toyota Innova 2023, ạt đổ bộ về đại lý, chờ ngày về Việt Nam. Toyota Innova thế hệ mới sẽ đồng loạt ra mắt nhiều thị trường Đông Nam Á từ tháng 7 tới đây. 6 tháng sau ngày ra mắt toàn cầu tại Indonesia, Toyota Innova 2023 đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để giới thiệu tới khách hàng những thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Theo tờ Headline Mag của Thái Lan, Toyota Innova 2023 sẽ ra mắt quốc gia này vào giữa tháng 7. Trước đó, xe cũng đã bị bắt gặp khi đang chạy thử ở đây từ tháng 3. Ở Malaysia, Innova 2023 cũng đã lộ diện khi đang nằm trên xe vận chuyển. Toyota Innova 2023 mở bán tại các thị trường Đông Nam Á, nhiều khả năng đều nhập khẩu từ Indonesia, do sử dụng khung gầm liền khối TNGA-C như Toyota Corolla Cross, thay vì khung gầm rời IMV giống Hilux hay Fortuner hiện tại. Thiết kế bên ngoài Innova 2023 đã thay đổi hoàn toàn so với trước, khi mang đậm dáng dấp của một mẫu SUV. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang lớn, đèn pha LED mỏng hơn và cản trước hầm hố. Đèn hậu phía sau đặt ngang, thiết kế giống đàn em Lux, kết hợp với các góc của cột đê dốc hơn. Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.755mm x 1.850mm x 1.795mm, trục cơ sở 2.850mm. Như vậy, so với thế hệ cũ, chiều dài tăng thêm 20mm, chiều rộng tăng thêm 20mm, trong khi trục cơ sở tăng tới 100mm, mang tới khoang cabin rộng rãi hơn, khoảng sáng gầm 185mm. Khoang cabin hiện đại và tối giản. Ghế ngồi bọc da tổng hợp. Cụm đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 7 inch với phiên bản sử dụng động cơ hybrid và 4,2 inch với phiên bản sử dụng động cơ xăng. Vô lăng đẹp và tích hợp nhiều nút bấm chức năng. Cần số đặt dốc. Toyota Innova 2023 tiêu chuẩn, trang bị động cơ Dynamic Fox Engine 2.0 lít 4 xi lanh cho công suất 171 mã lực và moment xoắn 205 Nm. So sánh với động cơ xăng 2.0 lít trên thế hệ cũ, động cơ mới cho công suất và moment xoắn lớn hơn. Tùy chọn thứ hai là dạng hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0 lít, công suất 152 mã lực và moment xoắn 187 Nm và motor điện, công suất 113 mã lực và moment xoắn 206 Nm, cho tổng công suất 186 mã lực. Pin NiMH nhỏ gọn được đặt dưới hai ghế trước và không ảnh hưởng đến không gian khoang cabin. Tất cả động cơ đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT, mã K120, có chế độ xăng số giả lập 10 cấp tuần tự.